Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Vân Linh KT xin dẫn quý vị các bạn xuống dạo một vòng Chợ Nổi Cái Răng xem cho biết quý vị các bạn. Và Chợ Nổi Cái Răng thì hình thức mua bán trên ga nha quý vị các bạn. Ai bán gì thì treo đó. Nơi đây thì có bán đầy đủ tất cả các mặt hàng từ rau củ quả đến trái cây nha quý vị các bạn. Khóm cầu đúc rồi khoai lang, khoai mì đầy đủ nha quý vị các bạn. Bên kia là người ta đang bán bí rồi vậy các bạn. Lát nữa mình sẽ vô review chi tiết cái chỗ người ta bán. Giờ này thì mình đi cũng hơi trễ quý vị các bạn ơi. Chợ này đang đông nhất là lúc 5 giờ rưỡi 6 giờ sáng nha quý vị các bạn. Chợ này là chợ Nổi Cái Răng bán sỉ nha quý vị các bạn. Thấy video có sự chia sẻ thì quý vị các bạn cho mình xin một like với một lượt đăng ký kênh của quý vị các bạn. Có gà miệt An Giang rồi chú đó đang lắc mắt cái gì đó kìa, đang bán khóm cầu đúc cái gì ơi. Khóm cầu đúc khóm nào vậy, ghe như thế này nè. Còn phía trên đó là cầu Cái Răng đâu vậy. Hôm nay thì khách du lịch đến đây cũng rất là đông quý vị các bạn ơi. Và nửa sau này thì bên cái tuyến này thì người ta sẽ làm những cái bờ kè hả quý vị các bạn, làm rất là đẹp. Cỡ một vài năm nữa thì bên đây nó sẽ như thế này nè, nó như thế đó đó, làm để chống sạt lở luôn ha. Và cái này mình sẽ làm cái quy hoạch lại cái chợ cho nó lịch sự hơn. Rồi mình sẽ ghé vô đây chi tiết cái ghe khóm chút quý vị. Đây quý vị, file này là file của Miệt Long An ha. Thì file lớn như thế này là chúng ta bán sỉ thì 10 ngàn nha quý vị. Dạ, là phải dạt. Phải dạt. 10 còn ngàn ký. Còn file nhỏ nhỏ như cái củ một, chứ nó củ một luôn. Củ một là cái củ nào đẹp? Rồi củ một. Đây, củ này là giá nhiêu anh? Là 14 ngàn. 14 ngàn là bán sỉ đúng không anh? Dạ dạ. Rồi. Ở đây thì anh có thể bán sỉ và bán lẻ luôn nha quý vị. Anh này thì rất là dễ thương nè. Rồi bao lâu anh mới đến đây một lần nữa? Cái giờ nói chung là đầu chợ bán là xe mà bán xe, xe xuống, nghĩa là ba ngày em xuống xe. Ừ. Đó, ngay lúc hút thì 3 ngày, còn nếu thì dễ thì tầng gì đó. Còn đi ghe về, ghe bên Long An chạy về Long An về đây thì nửa tháng thì về đây nó gì đó, nó không ấy như bên xe trong vòng có chỉ là 3 tiếng hồ về tới đây thôi. Ừ. Đây anh sẽ lựa ra những củ khoai ngon nhất như thế này ha quý vị các bạn. Rồi những củ khoai nào mà nó có sùng thì anh không có để bỏ nha, bỏ dạt như này, bỏ như thế này đây nè. Rồi, những cái khoai bỏ như thế này là chúng ta có thể mua cái này yên tâm ha, là khoai chất lượng nha, đến từ nhà vườn nha.
là nơi đây là những nơi gọi là trực tiếp từ nhà vườn. Quý vị các bạn nào có thể đến đây mua cho mình một vài ký khoai ăn cho biết. Khoai này thì không riêng là nấu canh đâu ha, mình có thể là luộc hay là làm gì đầy đủ ha, ăn như khoai tây ha. Riêng làm bánh này nó luôn. Mình sẽ đột nhập vô phía trong xíu các bạn ơi. Thấy chị trong đây cũng đang lựa cũng nhiệt liệt luôn nè. Còn đây là cũng là con nó luôn hả chị, khoai khoai luôn nhưng mà khoai lọ này là khoai lớn. Khoai lớn. Giá thì khác hơn nữa ha. Giá khác cao hơn. Giá cao hơn. Đây thì giá cao hơn quý vị. Làm bánh, làm bột, làm gì cũng được hết. Dạ. Ăn sống được luôn. Mấy anh mấy chị đây rất là vui tính các quý vị. Anh để người ta quay lên. Đây nè, cái cũng như thế này nè. Nhìn này cũng thèm đó nhưng mà lát nữa đi mình ham mua. Được, nấu mới được. Dạ. Nấu ăn mới được. Thôi mình sẽ tạm chia tay với gia đình chị, mình sẽ đi tiếp tục quý vị các bạn ơi. Em đi chị ơi. Dạ. Em đi anh. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Rồi ok anh em mình. Anh tên gì? Dạ, em tên Tình. Tình. Dạ. Rồi, ghe khoai anh Tình. Dạ. Lâu tóc lên Tình Nghĩa cũng được. À. Ghe khoai anh Tình Nghĩa nha quý vị các bạn. Có dịp thì quý vị các bạn có thể ghé ngay chợ chợ nổi cái răng ha, mình có thể đến đây nhìn ngang đây là có cái máy sáng cẩu đó, ghe ảnh đậu đậu đây ha quý vị các bạn. Rồi mình sẽ đi qua bên cái ghe khóm của anh gì anh Minh, qua ghe bên đây khóm của anh Minh. Rồi một lát nữa mình sẽ đi qua bên anh bên kia. Anh bên kia là anh Vũ đại gia, còn bên đây là anh Minh. Anh cho em hỏi là mình ở đây là khóm gì vậy anh? Khóm Cầu Đốc ạ. Đây là khóm Cầu Đốc hay vậy? Dạ. Này. Đây là khóm Cầu Đốc nha quý vị các bạn. Nó là khác với khóm Long An hay là những khóm miền khác nha quý vị các bạn. Ăn ngon hơn nha. À, khóm Cầu Đốc là một đặc sản của địa danh Hậu Giang quý vị các bạn. Ở miền Tây mình thì có rất là nhiều loại khóm, chẳng hạn như khóm Cầu Đúc nè, khóm Dòng Rèn, rồi khóm Vĩnh Thận nữa nha quý vị các bạn. Đây giờ này thì mấy ảnh sẽ che lại để tránh nắng ha quý vị các bạn. Thôi mình sẽ tạm chia tay với ghe khóm của anh Minh đi, mình sẽ đi tiếp quý vị các bạn. Mình sẽ đi dài lên phía trên kia. Rồi mình sẽ đi tiếp tục quý vị ơi. Còn phía bên kia là cái ghe bán củ sắn ha. Ở đây thì người ta sẽ bán gì người ta treo cái đó nha quý vị các bạn. Ví dụ đây người ta bán củ sắn thì người ta treo củ sắn. Đó nè, bán củ sắn nè, ta treo cái củ sắn đó. Còn ở đây thì cũng bán dẫn bán chục bán ký đồ đầy đủ nha quý vị các bạn. Chục thì 10, còn ký thì đúng ký. Đây cũng là cái ghe khoai như ghe khoai anh Tình thôi quý vị các bạn. Còn bên kia thì bán củ sắn đó quý vị các bạn. Bán khoai, treo khoai, bán củ sắn, treo củ sắn ha. Bán gì treo nấy thôi. Khóm Cầu Đốc Hậu Giang nha quý vị. Đây khóm Cầu Đốc Hậu Giang nha quý vị. Ghe
này thì miền An Giang nè, ghe này gọi là ghe xuồng, là ghe ghe lường nè quý vị. Chơi nổi cái răng thì chỉ có bao nhiêu đó thôi quý vị các bạn ơi. Mình xin tạm dừng video tại đây và hẹn quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Thấy kênh có sự chia sẻ thì quý vị cho mình xin một like với một lượt đăng ký kênh của quý vị các bạn.
xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Bye bye.